Thường xuyên mơ thấy ác mộng điềm gì? Thường xuyên mơ thấy ác mộng điềm gì? Gặp ác mộng thường xuyên khi ngủ không đơn giản chỉ là vấn đề tâm lý bình thường. Bạn không nên chủ quan vì đôi khi nó là dấu hiệu sớm cho nhiều bệnh lý phức tạp. Cũng giống như tình trạng mất ngủ hay rối loạn giấc ngủ thường gặp. Ngủ mơ gặp ác mộng do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên. Dưới đây là một số nguyên nhân điển hình. Tình trạng quá áp lực và căng thẳng trong công việc, cuộc sống gây nên. Do gặp tổn thương về mặt tâm lý mà chưa khắc phục được. Hậu quả của việc chơi game hoặc xem cảnh quay bạo lực trước khi đi ngủ. Do tác động của một số loại thuốc, có thể do một số bệnh lý như tim mạch, hạ đường huyết khi ngủ, tiểu đường, gây nên. Bầu ngủ hay gặp ác mộng. Khi giấc ngủ chập chờn kết hợp với việc cơ thể mệt mỏi, căng thẳng thần kinh cũng dễ xuất hiện các giấc mơ có tính chất kỳ dị. Những cơn ác mộng đôi khi là do sự lo lắng, căng thẳng trong cuộc sống hiện thực. Giải mã đêm ngủ hay mơ ác mộng. Giấc mơ là hình ảnh và cảm giác được tạo ra bởi tiềm thức, là sự thu thập, xử lý, hồi tưởng các thông tin được tiếp nhận trong cuộc sống. Không giống như những cơn ác mộng, giấc mơ không chứa những hình ảnh có yếu tố kinh hoàng hoặc gây sợ hãi. Giấc mơ có thể nhẹ nhàng, dựa trên mong muốn của người mơ. Chúng chất chứa những điều vui vẻ, lãng mạn và đôi khi kỳ quái. Ác mộng xuất hiện dưới nhiều hình thức với chủ đề, bối cảnh, cảm nhận khác nhau. Ác mộng cũng có thể ẩn chứa nhiều điều bạn đang ẩn giấu hoặc bỏ qua. Ngủ hay gặp ác mộng là bệnh gì? Căng thẳng tâm lý có thể làm những cơn ác mộng thường xuyên xuất hiện và ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ. Nếu điều này xảy ra, bạn nên chú ý liệu có đang bị trầm cảm hay mắc các bệnh về tâm thần không? Sốt, nhiệt độ của cơ thể sẽ ảnh hưởng tới phương thức hoạt động của não bộ. Nếu bạn đang sốt và nhiệt độ cơ thể tăng cao, bộ não sẽ hoạt động nhanh hơn trong giai đoạn ngủ động mắt nhanh không sâu. Hạ đường huyết vào ban đêm. Nếu một người mắc bệnh tiểu đường bị hạ đường huyết nặng, một trong những triệu chứng có thể xuất hiện là gặp ác mộng. Quá nhiều áp lực, cuộc sống hiện đại mang lại nhiều áp lực cho cơ thể. Dù chúng xuất hiện một cách lặng lẽ, cơ thể vẫn luôn cảm nhận rõ ràng hơn bạn. Khi cơ thể chịu áp lực lớn sẽ lặp lại những giấc mơ tương tự nhau. Cách trị ngủ mơ ác mộng theo dân gian. Cách trị ngủ mơ ác mộng theo dân gian như thế nào là thắc mắc của rất nhiều người. Để tránh các cơn ác mộng, điều đầu tiên là tránh các nguyên nhân gây ra ác mộng. Bạn nên kiểm tra các thuốc đang dùng, kiểm tra phòng ngủ xem có thông thoáng và dễ chịu không, hạn chế ăn khuya. Bên cạnh đó, bạn nên tập thể dục thường xuyên, chú ý tới môn yoga và thiền. Các bài tập thở cũng hết sức hữu ích trong việc chế ngự các cơn ác mộng.